Chào mừng quý khách hàng đến tham dự sự kiện đặc biệt ngày hôm nay, lễ ra mắt Ford Explorer thế hệ thứ 6 tại Phú Mỹ Ford. Xin cảm ơn quý khách hàng. Mời quý khách hàng cùng theo dõi video clip. Let's go! Vị trí nhớ này bao gồm là nhớ vị trí ghế ngồi, nhớ vị trí vô lăng và nhớ vị trí của cái gương chiếu hậu. Rồi chỉnh vô lăng, chỉnh thật. Đây, chỉnh vô lăng đây. Chỉnh này bật nút luôn hay bật nút điện. Chỉnh vô lăng. Bây giờ xu hướng bây giờ nha, nó quay lại những cái nút cơ chứ nó không phải là những cái nút cảm biến nữa.
Rồi, cảm ơn em. Xin kính mời anh có một cái phần để trả lời cho xin chân trọng cảm ơn các quý khách hàng đã dành thời gian tham dự buổi lễ ra mắt xe Ford tại Ford Phú. Tiếp theo tôi sẽ bốc thăm và tìm ra vị khách hàng may mắn kiếm đồng trong ngày hôm nay chính thưởng một cái giải thưởng của Ford Phú Mỹ là xe đạp leo núi ra. Xin mời khách hàng